Xin chào mọi người đến với công ty nhạc cụ Hồng Nhân. Hôm nay mình xin giới thiệu với cả nhà một cây đàn Acoustic Yamaha trị giá 2.800.000. Model của nó là FGX800C. Cầm cây đàn mà mình cứ quên hoài cái model của nó luôn. Cây này là màu bóng nha, có tùy chỉnh, khóa inox đúc đầy đủ hết. Cần đàn làm rất là ok luôn, tem Yamaha chuẩn. Bây giờ bạn quay cái mặt đàn cho cả nhà coi nè. Đây, chất lượng gỗ rất là tốt. Đấy, khóa inox. Rồi, mình vào vấn đề luôn, mình demo âm thanh cho cả nhà nghe. Xem qua fanpage công ty nhạc cụ Hồng Nhân, nhạc cụ Hồng Nhân và Zalo, và số điện thoại của mình sẽ để dưới phần giới thiệu, và mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào mọi người.